Vâng, đến video tiếp theo Đỗ Sinh chia sẻ cây cảnh nghệ thuật tại triển lãm Đông Anh. Một tay tôi cầm ô, một tay cầm máy. Trời vẫn mưa nặng hạt, mà chỉ còn khoảng một tiếng đồng hồ nữa là đến giờ khai mạc. Đây là quang cảnh trước sân. Khi tôi bật máy lên làm những hình ảnh chia sẻ, có một số các anh cũng đang đi tham quan. Đây là những người đến sớm. Các anh đã mang ô và không quản mưa gió, chúng ta đã đến với triển lãm cây cảnh nghệ thuật Đông Anh. Trời hơi tối và cũng có gió ảnh hưởng ánh sáng trong cái vấn đề chia sẻ những hình ảnh. Tôi đến với đầu tiên là một tác phẩm xanh cổ. Vâng, tôi được biết là tác phẩm xanh cổ này của công ty taxi Bảo Yến. Đây là một trong những nhà tài trợ chính cho cái buổi triển lãm của huyện Đông Anh ngày hôm nay. Một chiếc bể cổ có niên hiệu 1943 đã được đặt, một tác phẩm xanh cổ rất đẹp như vậy. Và tôi được biết là ngoài tác phẩm xanh cổ công ty xe bút Bảo Yến còn có một tác phẩm lộc vừng nữa, tôi sẽ giới thiệu với các bạn sau. Với thời tiết này chắc chắn là buổi khai mạc triển lãm sẽ phải lùi lại một tiếng đồng hồ. Các bạn đang nghe tiếng trống của đội múa lân, các cháu đến rất đúng giờ. Vâng, đây là một trong những cái tác phẩm xanh cổ có giá trị rất cao tại triển lãm Đông Anh ngày hôm nay. Chia tay với tác phẩm xanh cổ, chúng ta đến với một tác phẩm lộc vừng của công ty xe bút Bảo Yến.
mưa quá đi thụt chân. Đây là tác phẩm Lục Vương mà Đỗ Sinh muốn giới thiệu với các bạn. Toàn bộ đế và một cái chậu, một cái ang đá liền khối đục hoa vân rất đẹp. Trên đó là một tác phẩm Lục Vương. Lá của cây lộc vừng đã cô nhỏ lại như thế này. Tôi di chuyển bằng hai tuyến xe buýt từ nội thành sang đây. Mới có 6 rưỡi sáng. Và bây giờ là 8 giờ. Chúng ta cũng đến với một tác phẩm xanh nữa. Đây là một tác phẩm xanh của ông Nguyễn Văn Phiến. Có tên gọi là Đĩa Cổ. Và chúng ta lại tiếp tục thưởng thức cặp ba đối xứng. Đó là hai tác phẩm xanh trực cổ hai bên.
với cái phong cảnh rất đẹp như thế này. Tác phẩm ở giữa, chúng ta cùng nhau chia sẻ, đó là tác phẩm xanh của Lê Văn Khang. Gió mạnh quá, tay cầm ô cứ lật. Bên này là đôi xanh cổ trực, đối xứng kể cả từ chân đôn chậu cho đến bóng dáng tổng thể, rất là đẹp như thế này. Đó là lối chơi của anh Lê Văn Khang. Anh đã sưu tầm một bộ chơi cặp ba đối xứng rất là đẹp. Không bắt được tay đâu, một tay cầm máy, tay cầm ô. Đây rồi, sờ vào cổ tay mình được rồi. Vâng, đây là anh Nguyễn Văn Sự, Đồng Tháp, Đan Phượng. Chúng tôi có hứa hẹn với nhau hôm nay gặp nhau tại triển lãm. Thực ra thì một tay cầm ô, một tay quay. Mưa quá cũng phải chớp lấy một ít chứ. Rồi, được rồi. Cảm ơn nhá, cảm ơn các bạn. Nhiều, run nó trồi lên nhiều quá. Vâng. Trông như ông nào hôm nay ông nói vui mà toàn như là miếng đen đấy. Như là miếng đen. Và bây giờ Đỗ Sinh cũng xin dừng video này tại đây. Trời mưa to quá rồi. Not my back up.